Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Let's go. Harley Quinn. Superman. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Here Let's Crash. Ok. Let's go. Thank you.
thì ok. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3. Lego Marvel Super Hero. Let's go. Okay, let's go. Phá tan những cái nào mà dám trắng ra đường mình. Xử lý hết rồi. Chào các bố. Thank you.
Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Trifall, Marvel Trifall. Wow, có cả số bốt ở đằng sau. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Marvel Champion. Ok, cứu ra tôi. Thank you.
Fire. Evil Fritz. Let the evil Fritz. Okay, đi xin lại gần. Hero, cho anh nâng cấp cho nhân vật của mình lên nào. Let's go. Wow, tăng máu lên. Đây là quyết cuối cùng. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Massage. Let's go. Mình phải nhặt cái này.
Ok, tiến lại gần. Tiếp tục nào. Ok, đường này nào. Ở đây phải tiêu diệt hai anh chàng lính này. Ồ, phát hiện ra mình rồi. Cánh cửa sẽ được mở ra. Này chắc phải tiêu diệt bằng súng rồi. À không phải. Này như quân của mình. Oh my god. Vẫn chưa mở được. À được rồi, chạy thôi. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Lego City. Nhiều trò trong này nhá, họ có thể làm một điều gì đó cũng được. Có rất nhiều trò cho các bạn trẻ chơi. Ok, và trò đổi bắt thứ hai đó, các bạn phải leo một chiếc xe. Let's go. Wow.
Oh my god. Oh man, ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego DC Super Hero. Harley Quinn, cô làng này vừa bị mình tẩn cho. Và bây giờ mình thì phần 2. Ok, đã phá vỡ được cái kia. Trò này là các bạn vừa đánh nhau mà vừa phải giải mã. Đây là một trò rất là hay. Chuyển đổi nhân vật. Rồi, let's go. Lên trên đây thôi. Oh my god. Anh ta biến mất rồi. Sau đó các bạn sẽ đi giải mã tiếp và mở tiếp những cánh cửa ra. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Lego Batman. Pretty cool, huh? You're friends with Batman. Let's go.
day. I'm Batman, and I'm amazing. Yeah, let go. I'm cool with the other side of the pillow. Oh my gosh, chậm quá rồi. Đâm ra không làm được gì cả. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Jurassic World. Let's go. There's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. You have to kickstart it with your stun rod. Hey, whatever you do, don't try licking the ends of these things. Rồi, sang trang này vào đây. Đó thì mình sẽ khởi động lại máy nè. Ok. Lên cầu thang nào. Oh, come on. Who tore up the cage track? I tell you, that raptor ain't budging until it gets fixed. Cả bên này nữa cơ. Rồi, ok. Pushing team move in there. I want tasers on full charge. Come on, step back in. Sau đó các bạn cứ mở ra và đi bên này và tìm những chiếc chìa khóa sau đó mở ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Mini One. Let's go. Start game. Start.
Ok. Tựa game này thì nó là một tựa game sinh tồn. Các bạn có thể chơi online hoặc chơi offline thì các bạn. Hoặc các bạn có thể xem những cánh đồng nào mà đẹp thì các bạn có thể chọn. Ở đây mình sẽ mặc cho anh chàng này bộ quần áo, cô nàng này bộ quần áo nào. Ok. Đi chặt cây thôi. Các bạn dị vào. Rồi, bắt đầu tiếp tục chặt những tấm gỗ này. Phải rất nhiều gỗ chứ. Đây, những tấm gỗ nó rơi xuống đây. Cây này, tiếp tục chặt nào. Ok. Và các bạn có thể xây. Ở đây thì có một con bò. Mình sẽ xây tạm chỗ này xem. Rồi, bắt đầu lại đi chặt cây tiếp. Ở đây là thức ăn của các bạn. Đó, các bạn có thể xây thành một ngôi nhà cho các bạn. Và khi cái nào hỏng, các bạn có thể sửa lại bằng cách các bạn ấn dị vào. Đó, ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.